Một quả bóng lăn trên một đường thẳng và một đường cong cycloid. Bạn có biết đường nào sẽ đi nhanh hơn không? Đó là đường cong cycloid. Khi chúng ta lấy một điểm trên hình tròn rồi lăn nó đi, quỹ đạo điểm đó chính là đường cong cycloid.